nói nó phải dữ lên. Cứ nói thế cho nó vui chứ. Cháu nó hỏi nói đúng thế. Đấy, bắt đầu cho Si nghe chưa? Vui thôi, hỏi máy thì hỏi thế nào. Đây, bắt đầu dầm cho Si sau đấy, cho quay, tiếp. Quay cái ông này lên, đưa lên tầng mạng mới, quay lên. Không cần quay, quay thế sau về quê nó nên án đấy. Để các cháu nó hỏi, phải bảo nó, để các cháu nó biết. Đấy, cho Si rồi, tao bắt đầu là nổ máy lên rồi, xé Si ra nghe chưa? Từ sáng nó nhão lắm bạn, từ trưa cho thêm cái này à? Phải cho thêm. Đây là bao này, bom này là chưa đủ tiêu chuẩn của Si cáp.
xấu hổ. Xấu hổ quá. Lên cả thế giới nó biết đây ông đấy. Quái, múa tay nào, chân múa tay, tuôn tuôn này, khỏe, đấy đấy. Không nào nó phải đúng quy trình chứ. Chả thế luôn nhỉ. Sao nó bảo đấy để nó không tập được. Ra, ui dồi ôi. Không sao không sao.